Biết sao mày ngồi đây không cun? Bố đéo quan tâm. Mày có biết bố mày là ai không? Ừ? Nói với mẹ nữa, suốt ngày con bả không về được rồi. Mày đừng có hù tao, từ lớp 1 tới lớp 5 tao còn chưa sợ. Sợ gì mày? Cách dịp.